Thiệt, tội nghiệp mấy bà già xưa lắm. Cái bà nói tôi xưa bà nào với mày. Chứ không đúng hả? Dắt đi Sài Gòn mua đồ mà giành giật quá đơn giữa công chúng vậy nè. Cái tôi mà mày giật giật hoài mày không to tao coi cái. Thì bỏ vô đây nè. Bỏ vô sao thấy? Bỏ vô về bà coi. 2 triệu mấy? 2 triệu 596. Sao mà đòi giật hoài vậy? Nay hai má con tôi xách cái háng đi lên Sài Gòn tiếp. Bà nói mụ nội mày không lấy mày đi mày bỏ cái đó lỡ sao? Tôi nói chờ bà phóng lên giùm con cái. Nguồn thẳng đẩy cho té lội băng họng đi thằng quỷ dương. Đi đón con của người ta từ nước ngoài về. Mà bà còn làm như bà đón con của bà vậy đó. Đòi dắt vô siêu thị mua đầm mua đồ. Tôi nói đây nè, đang sale nè, qua đây làm cái đi. Mà công nhận quê mình đi tới đâu cái tự nhiên cái gặp Đồng Tháp, từng hàng sang Đồng Tháp tại siêu thị Go. Tôi tính kêu bà vô ai ngờ đâu bà đứng đây bà mua đồ. Con lấy cho cô cái áo thử coi. Thánh thần ơi, má của tôi tướng dễ mua đồ lắm mấy bạn. Sao ngang cái bụng này nó hơi nhỏ hay con ha. Đâu mà con lựa cho cô cái size bự. Dạ, cô ơi hết trơn số rồi. Mô Phật, cô đựng cái ốm mà cao bởi vậy mặc cái nào nó cũng không vừa chiều ngang. Mà chiều dài thì nó hơi phủ tới đầu gối. Có cái một là khách hàng luôn. Chị bảy cũng hơi quê, cho nên là chị bảy quyết định lết đi. Thôi lại đây đi, ủng hộ quê mình nè. Uống trà sen đồ này kia giải nhiệt cơ thể. Ăn hạt sen không? Con nói bởi vậy bà mua ba cái trà lá sen này về uống đi. Cho cái bụng nó giảm mỡ xuống rồi bắt đầu qua bển thử đồ. Nói nào ngay gặp mấy bạn này cũng biết á. Tại vì cùng chung tỉnh cho nên là hú hí trở lại rồi đứng trò chuyện vậy đó. Trời, cái này làm chương trình gì lớn chưa chị? À, cái này là tuần hàng sen Đồng Tháp tại siêu thị Go quận 7 đó em. Sản phẩm từ sen của tất cả các doanh nghiệp ở Đồng Tháp của mình nè. Tới ngày 12 tháng 5 là hết trơn rồi. Nhưng mà mấy bạn an tâm, mấy bạn có thể bắt xe đò về quê nhân có hỏi thăm rồi. Là từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 19 tháng 5 tại công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp của quê nhân đó. Càng ơi, phố ẩm thực sen. Chương trình lễ hội sen lớn lắm với chủ đề rạng ngời sắc sen. Cho nên là bà nào ở gần kế bên là phải bóc qua liền. Nói tới đây cái bà giật bặt thôi mày đi lỡ đắng mày kiếm cho tao một cái áo nữa coi. Trời ơi. Xúc sắc má bảy thử cái đầm xúc sắc. Thiệt, thử xém nó xúc nách của người ta luôn. Bung chị, lựa xong đầm không được, má bảy chuyển qua lựa quần rồi coi nè mấy mẹ. Không, cái này nó có độ giãn mà. Cái giải này nó có độ giãn. Ý là test của người ta đền á. Ý là có size lớn hơn nhưng mà có thấy không có ưng thì lấy size lớn hơn. Ô, cái này vừa hơn rồi nó rộng thùng thình. Được không? Được. Và cũng chính là chị bảy sau khi thử cái quần rộng hơn. Nè, có quần rẻ. Cái nãy chẹt không? Ừ. Vậy sao nãy ta nó vừa đang vừa nó về rồi bỏ luôn. Trời ơi trời. Vừa. Nhà có ai giống hai má con tôi không? Tuy là chọi bản không hợp nhau nhưng mà đi đâu là cũng hú hỉ trơn. Thiệt sự ra là má tôi không phải là khó mặc đồ mà tại vì đồ chọt vô không vừa thôi. Trời ơi tao tức ghê mày. Cái áo này phải nới ra 2-3 phân nữa ha. Thích mấy cái bộ đồ đẹp mặc đâu có vừa. Trời ơi chắc lử không. Đâu có sự lựa chọn nữa. Ừ vừa cái nào mua cái đó thôi. Không có đồ đồ người ta đồ đẹp. Đâu có lựa chọn đâu. Bà kiếm hết sợ đâu có còn áo 20 nữa. Có đâu có hai cái đó luôn á, không có chữ lựa chọn. Một tháng giờ được có hai bộ đồ này cái thôi nói ra đồ đẹp nhưng mà áo này là không còn cái áo nào 20 hết trơn á. Hết rồi, năm sau lên mai mà cũng sức nữa. Đi ra đây người ta ấy nè, bà nội ở chỗ đó thu ngân của ta đó, tiền bạc của ta đó không mua đồ xong rồi vui vẻ lắm. Còn cái khúc lại nãy uống sữa sen là hơi buồn, khi con người ta vui rồi thì dễ thương nữa, mua cho con để cho cái đất nó đẹp này mày. Trời ơi trời. Dạ con cảm ơn cô, lần sau ghé nha cô. Ok em, lần sau em lựa mấy cái nào mà 30-40 ít đó. Ít ông nội mày làm như tao bự dữ lắm vậy đó. Khúc này lại bắt đầu là cái khúc đầu đó mấy bà. Dành giật cái hóa đơn để mà coi. Tôi nói trời ơi, bỏ vô đây đi rồi về nhà coi sao giữa đường giữa xá. Vậy đó đâu có chịu đâu. Đọc cái giá tiền lên tưởng đâu là chỉ vậy là chỉ VIP. Rồi bỏ vô đây đi, ngày mơ mặc đồ này đi đón sân bay người ta về nè. Ở nước ngoài mà người ta còn về tham gia cái lễ hội sen ngày 16 tháng 5. Cho nên là mấy bà tranh thủ nha. Trong tỉnh Đồng Tháp thì không nói gì, rồi mấy tỉnh lân cận đồ này kia tham gia cho nó vui. Bữa đó là nguyên cái con phố ẩm thực ăn uống ta nói ngang bung nóc. Nhạc vũ hội tưng bừng tưng bừng. Chung ai yêu sen, ai mến sen là tới tham gia liền nha mấy bạn. Em đợi mấy bạn nghe.